chơi game, xem phim, lướt mạng xã hội, năm nào cũng như năm đấy. Các bạn tự hứa là mình sẽ thay đổi, nhưng mà mọi chuyện cứ liên tục lặp đi lặp lại. Sang năm 2024, các bạn tự hứa với chính mình là năm nay mình sẽ khác. Mình sẽ giảm chơi game, mình sẽ bớt lướt mạng xã hội, mình sẽ cố gắng để kiếm thêm tiền, mình sẽ nỗ lực hết sức. Nhưng mà rồi ngày mai thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cứ như vậy sau nhiều năm nhìn lại, cuộc sống vẫn chẳng có gì khác đi. Bởi vì bản thân mình chẳng có gì thay đổi. Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần trước đây rồi? Đã bao nhiêu lần các bạn bảo là mình sẽ bỏ mạng xã hội? Đã bao nhiêu lần các bạn nói với mình là mình sẽ không trì hoãn nữa? Năm nay mình sẽ khác, mình sẽ thay đổi, mình sẽ cố gắng để kiếm được nhiều tiền hơn, mình sẽ không lười biếng nữa. Nhưng mà rồi mọi chuyện vẫn cứ như cũ. Để rồi đến một lúc nhìn lại, các bạn đã đánh mất thứ không bao giờ có lại được. Đó chính là thời gian. Không chỉ là thời gian của các bạn, mà còn là thời gian của những người yêu thương các bạn nhất. Và các bạn còn định đợi tới khi nào nữa? Khi nào thì các bạn sẽ bắt đầu thay đổi? Các bạn cần hiểu là nếu chỉ tiếp tục làm những điều từ trước giờ các bạn vẫn làm, cuộc sống của các bạn vẫn sẽ chỉ có như vậy, chẳng có gì có thể thay đổi cả. Các bạn cần phải bắt đầu làm một điều gì đó khác đi. Dù là lúc mới bắt đầu mọi chuyện sẽ rất khó khăn, các bạn không biết mình nên làm gì, các bạn làm mãi không thấy tiến bộ, các bạn cảm thấy mình thật thất bại, các bạn cảm thấy không còn bất cứ một chút động lực nào. Mọi thứ trên đời này dường như đều đang chống lại bạn. Nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc các bạn nên đầu hàng và bỏ cuộc. Sẽ luôn có những người chọn đi con đường dễ dàng hơn các bạn. Họ chọn tận hưởng cuộc sống, họ chọn trở nên lười biếng, họ chọn một cuộc sống thoải mái. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các bạn cũng nên giống như họ. Các bạn còn có tương lai của riêng mình, còn có những mục tiêu các bạn cần theo đuổi, còn có gia đình của riêng mình, những người đang mong chờ các bạn thành công từng ngày, và chính bản thân các bạn nữa, người xứng đáng trở thành lý do để các bạn cố gắng nhiều hơn bất cứ một ai ở ngoài kia. Các bạn nhìn thử vào gương đi, đó chính là người từ tận đáy lòng đang mong chờ các bạn thành công từng ngày. Và đúng là sẽ có những lúc các bạn cảm thấy rất cô đơn bởi vì các bạn phải làm tất cả những điều này một mình. Chẳng có ai biết các bạn đang cố gắng cả. Chẳng có ai biết các bạn đang phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày. Chẳng có ai biết các bạn phải từ chối hết những cuộc vui cố gắng chịu đựng trong âm thầm. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Liệu bây giờ các bạn có muốn tiếp tục những thú vui nhất thời đó để rồi 10 năm nữa nhìn lại cuộc sống của các bạn vẫn như cũ? Khi mà các bạn vẫn chưa lo được cho những người mà mình yêu thương nhất. Khi mà các bạn chỉ có thể nhìn một nơi nào đó mình muốn đến thông qua một chiếc điện thoại. Khi mà Tết đến các bạn vẫn không có tiền cho ba mẹ mình, các bạn không có tiền để lo cho người thân mỗi lúc nằm viện. Khi mà tất cả những gì các bạn có ngay lúc đó chính là cảm giác hối hận. Ước gì mình có thể quay trở lại 10 năm trước, chắc bây giờ mọi chuyện đã khác. Đây chưa phải là thời điểm để các bạn buông xuôi. Hành trình của các bạn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mệt mỏi và lười biếng không phải là lý do để các bạn dừng lại, bởi vì các bạn cần hiểu cuộc đời này sẽ không thể nào dễ dàng với những người có khao khát thành công được. Cuộc đời này bắt buộc phải thử thách các bạn để xem các bạn có xứng đáng với những thành tựu đó hay không. So life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Và các bạn cần nhớ là các bạn không chỉ đang cố gắng vì một mình, mà còn là vì những người mà các bạn yêu thương nhất. Ba mẹ, bạn bè, người yêu, vợ chồng của mình. Trong lúc người khác đang vui chơi thì hãy cố gắng. Trong lúc người khác đang hưởng thụ thì hãy làm việc. Trong lúc họ đang khoe khoang về những buổi tiệc hào nhoáng, hãy âm thầm nỗ lực một mình. Đó chính là những khoảnh khắc đáng quý nhất, bởi vì nó sẽ giúp các bạn tách biệt với tất cả những người ở ngoài kia. Và hãy nhớ là chỉ có bản thân các bạn mới có thể giúp mình thoát khỏi con người của quá khứ, con người của hiện tại và hướng đến phiên bản tốt hơn trong tương lai. Và các bạn còn định đợi tới khi nào nữa? Các bạn cần phải làm một điều gì đó khác đi. Không quan trọng đó là điều gì. Không quan trọng nó to lớn hay chỉ đơn giản như là việc đọc thêm một quyển sách mới. Quan trọng là các bạn cần phải làm một điều gì đó khác đi.
bởi vì sẽ chẳng có gì khác đi nếu các bạn chẳng có gì thay đổi.